kỳ360 thiên. Ngày 360. Em quên rồi à? Mình còn phải giữ bụng đi ăn lẩu mà. Anh nghe và nhắc lại. Nếu bạn lỡ, chúng ta hãy còn lưu trữ bụng để đi ăn hủ cua nè. Nì Wang Lỡ Zán Mân Khái Yào Liếu Trở Tù Dự Chủy Chứ Hủa Cua Nơ. Nếu bạn lỡ, chúng ta hãy còn lưu trữ bụng để đi ăn hủ cua nè. Nếu bạn lỡ, chúng ta hãy còn lưu trữ bụng để đi ăn hủ cua nè. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số lượng. Số lượng. Liệu có trông béo hay không? Huì bú huì chén phẳng. Độ dài rất hợp với em. Tráng tù khẩn sự khớ nỉ. Ít nhất cần 190.000 Việt Nam đồng. Chí sảo yào 19.000 Việt Nam tuần. Thu hoạch lớn. Tả sâu khổ. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi. Xuế là chỉ nén Trung Quấn lợ. Thái độ nói chuyện. Xua khóa thái tủ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên trư. Ngồi đợi. Rùa trở tẩn. Có thể ăn được cay hay không? Nắng bù nắng trư lả. Chủng loại phong phú. Trúng lẩy phân phủ. Ngày lễ. Chế rử. Đủ chưa? Câu là mấy dấu. Quay lại mua. Khuấy thấu mãi. Đừng gấp, đừng vội. Tía chí. Sẽ còn đến mà. Khái khuẩy lái đợ. Giữ bụng, để bụng. Liếu trớ tủ dự.